Và bây giờ Hùng Thái xin kính tặng cho cả nhà với một sáng tác của bác Kiên Giang, đó là bài Đội Gạo Đường Xa, mời tất cả quý vị cùng nghe. Thầy tớ lo giàu giàu không tư, gục đầu nức nở khóc như mưa, nhớ những ngày trao trao muối dưa, ngày đôi gạo đường xa nuôi mẹ. Nhưng hỡi ơi, sau ngày chim bàn khôi nguyên thì mẹ cha đã vội qua đời. Trên đường chinh quy bái tổ, lòng con đau xót vô hồi, tiếng trống dập dồn tiếng chào mừng trốn đã cùng những lời chúc tụng quán hôn, nhưng không thể che lấp được buồn riêng của hồng tâm quan. Khi liên tưởng đến giây phút trở về gặp lại mẹ cha trong làng hương tôi, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Dẫm đường xa đôi gạo qua câu hát thiết tha, còn cha còn mẹ như tiên, mất cha mất mẹ như chim lạc đàn, ai nỡ để cha mẹ cơ hàng, là con bất hiếu là phương dông sợ. Nghe chuyện thầy tử lộ đôi gạo đường xa cùng tới mẹ cha, bèn chú quân sĩ hãy chịu cái thung rách chiếc áo rốt đôi giày có về tân tiều ca, và cho mời các văn gia thi sĩ viết lại tổ thăm lương hiếu thảo của một vị đuổi gạo đường xa để nuôi mẹ nuôi cha từ thuở cơ ngàn. Hỡi ai bất hiếu bất nhân, xem gương tự lộ ăn năn sửa mình, lo cho cha mẹ được tận tình, còn câu hiếu thảo chèn dình nào. Xin cảm ơn gia đình, cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn những người anh đã cổ vũ những cái lòng tươi thắm. Và tiếp nối chương trình, mời tất cả quý vị thưởng thức qua giọng hát ngọt ngào và dễ thương, tiếng hát nữ nghệ sĩ Ngọc Kiều Oanh. Và bây giờ để nói tiếp chương trình thì em sẽ gửi đến bài tân cổ giao duyên được mang tên Mình Ơi. Xin mời tất cả chúng ta cùng thưởng thức. Lòng mỗi lần là em lên sân khấu nó ghét em lắm. Đi tự dưới là nó đờn nhạc hầu quảng, em không biết đi điệu gì lên nữa. Xong lên cái nó đờn cái bài gì mà ổng buồn nhất, em nói chuyện người ta không để ý cái giọng hát của em mà để ý tiếng đờn của ổng không.
Thôi có còn chi đâu khi người đã ra đi không hẹn ngày trở lại. Có còn chẳng nơi xóm nghèo yêu quạnh bên dòng sông trơ trọi bóng con đò. Một lần đứng trước cảnh ly tan mà con tim nó như rạn vỡ tan. Một chuyện mình buồn như giấc mộng bụi bặm cách mà nay chỉ còn những lời thương tiếc nhớ. Thời gian đắng đắng sớm cũ biêu điều mấy bóng nắng dài em tô buồn lắm anh ơi. Tiếng chim lẻ vàng cuối đời trong chờ đã mấy mùa trắng trời kia ủ dỗ buồn nước mắt cô đơn từng giọt mắt đầm đìa rơi ngắm nơi xa nhà tháng đợi năm chờ biết đến bao giờ được gọi tiếng mình ơi. Dạ em xin cảm ơn gia đình đã dành những cành hoa tươi thắm, em xin cảm ơn nhiều ạ. Ở dưới đây có một người anh nào không biết nó đặc biệt mà nhìn sao mà nhìn cái Ngọc Kiều Anh vừa xuống cái sệ cái đứt dây đờn luôn à. Thanh Lê giọng hát của nghệ sĩ Ngọc Kiều Anh, trân trọng cảm ơn đại gia đình của chúng ta đã cổ vũ cho em những cành hoa hồng rất là danh dự. Xin Thanh Lê em, Thanh Lê ekip thực hiện chương trình cảm ơn tất cả quý vị. Và trở lại chương trình dân trăng cổ nhạc, Thanh Hoàng cũng xin gửi đến tất cả quý vị một lớp trích đoạn trong vở tuồng cải lương Đêm Lạnh Chùa Quan. Vâng vâng, đó là nỗi thầm lặng xót xa mà tôi không bao giờ hờn trách. Vậy thì Lý Hồng Miên, người đừng dội trách tôi là một kẻ vô tình. Một ảnh hình tuyệt diệu mà tôi đã âm thầm dình dữ bấy lâu nay.
chợt tỉnh ra thì mộng mị đã tan rồi. Tôi lủi thủi đi vào trong mưa bào, như một tấm hạnh thất lạc loài cô độc không biết nơi đâu là quán trọ của linh vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là tôi với cô đơn cùng mang niềm tâm sự của hai kẻ vừa yêu và khổ lụy giấc mơ đầu. Mong mì yêu đương xin trả lại cho người, tôi sẽ dâng mây là cảnh chim đơn lẻ bỏ lại sau lưng nhiều kỷ niệm đau thương. Xin Lý Hồng Tiên hãy quên bỏ tôi đi và dịch giữa một ước mơ đầy mộng đẹp. Đừng mơ đừng tưởng một mùa thu đã chết với bao nhiêu xác đã rụng bên trường. Phải rồi, mình là hai kẻ giống như nhau, hai tâm sự cùng chung niềm đau khổ, hai cánh chim bay ngược chiều gió lạ, rồi bỗng bấn khuân, rồi ngạt lụy giữa đêm nay. Ngoài kia bỗng dưng yêu mây sầu tơ lạnh, chợt nhớ mùa thu đã chết rồi. Trong cô độc không có người yêu mai áo người hà, nhưng thôi dù sao Lý Hồng Tiên cũng đã dành cho tôi một cảm tình sâu nặng. Nếu như mình không tròn duyên kim cài thì mình mãi mãi là đôi bạn đi âm. Em xin cảm ơn tất cả quý vị. Và tiếp nối chương trình, Hùng Thái xin mời đại gia đình của chúng ta thưởng thức qua giọng hát ngọt ngào và dễ thương, tiếng hát nữ nghệ sĩ Phi Yến. Chị Miu chờ em tí xíu nha chị Miu. Giờ để liên tục chương trình, Phía xin gửi đến một bài tân cổ giao duyên được mang tên Tiếng Quốc Đêm Trăng. Thank you.
lại trở về đây trên bến sông xưa hôm nào đưa xin được thay lời giọng hát ngọt ngào và dễ thương của nghệ sĩ Phi Yến trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và gia đình cổ vũ cho em và Kinh Hoa nghệ thuật rất là danh dự. Giờ tụi em hát liên khúc. Liên khúc dạ, tình cổ cho duyên. Là mạnh đứa nào đấy hát đó ha. Rồi. Hồng ơi, kể từ nãy tình đã chia cách, anh hãy quên sông đi mà tìm vui duyên mới. Anh Hồng, thôi thôi còn đâu, gái đôi yêu đâu, gái đôi yêu. Hãy
Người ta đã đón nàng sớm đi rồi.
Dạ nhóm ca bốn con chuột xin cảm ơn gia đình của mình. Dạ đằng sau có ông là chủ của bốn con chuột ông. Không phải bốn con chuột đâu, mà bốn đứa em là bốn em gái dễ thương. Đây là cũng là bốn diễn viên nhí của đoàn Đồng Ấu Bạch Lâm. Xin trân trọng cảm ơn những cành hoa mà tất cả quý vị cùng gia đình dành tặng cho bốn đứa em của mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Và đây cũng nói tiếp chương trình thì Quách Đạt cùng xin mời giọng ca cụ nữ nghệ sĩ ưu tú, người chị của Quách Đạt, đó là nữ nghệ sĩ Ngọc Kiều của anh, cùng phụ họa cho em qua một lớp chất đoạn tìm em nơi đâu. Anh Vinh, bây giờ em với thằng Đạt hát tìm em nơi đâu nè, anh chuẩn bị bông đi. Dạ. Anh đang phân tâm quá, nãy giờ anh không có lên bông đều gì hết trơn. Anh Vinh lên bông đều lại đi, anh Vinh đừng tập trung vô em nè. Tập trung cho hai đứa em hát bài tìm em nơi đâu coi. Ngồi xuống. Bây giờ anh Dung, anh đến đây làm gì vậy? Ủa mà em lộn, em đến đây tìm anh nè. Anh đến đây gặp em lần sau cuối. Rồi rồi mai này, ngày mai em sẽ xem chồng đúng không? Trời ơi, anh đã. Thôi anh đã. Em hãy về đi. Sao đưa tiền cho ba em vô uống ly nữa ba em về. Chỉ lát nữa đây giữa hai ta mỗi đứa một phương trời. Chiều diễn tìm mai lũ liếng mà chỉ yêu thương để làm gì. Rồi tình cùng chi ly em về đi, em về đi em ơi. Đừng gọi tên anh nữa mà chỉ cho mắt lệ. Ba em hạnh vậy ba mới chịu cả. Lần này nữa thôi dính biệt nhau rồi. Trong nhớ chỉ từ bấy lâu nay tôi cần trầm thương trầm nhớ. Cho tôi đừng ngờ rằng cuộc tình mà chỉ xa. Nhưng con ngờ đâu thương em nhiều hơn nữa.
ngoài xa nhau em về nơi xứ lạ, anh nuốt lệ vào tim gian dở mối duyên đầu. Tình ngang trai còn áo gì em sẽ cố quên những gì trong ký ức, chắc chiêu tình mình qua giấc ngủ đêm. Một ly với chị ơi.